Xin giới thiệu các bạn, đây là quả kha tử này. Nó rất là nhiều các cái cạnh, nhưng mà có một số quả thì nó rất là nhẵn, nhưng mà nó cũng vẫn có cái cạnh mờ mờ đây. Đấy. Đặc điểm của quả kha tử nó nằm là nó là một cây rất là lớn. Đấy. Sau đây tôi xin nói về cái cách sơ qua cái chế biến nhé, còn công dụng của quả kha tử này sẽ nói sau. Về chế biến quả kha tử thì cũng rất đơn giản thôi. Okay. Các bạn cũng có thể là dùng quả kha tử này dùng ít thôi, 1-2 quả thì các bạn cho vào bếp các bạn nướng lên nhé, nướng quả kha tử lên này. Đấy, các bạn cho bếp các bạn nướng quả kha tử đi. Nướng nó lên thôi. Đấy. Tí là được. Các bạn để nhỏ lửa, càng nhỏ càng tốt. Hai là các bạn có thể cho vào rang. Rang đi nha. Rang quả kha tử lên. Hai là bước đầu chế biến thế. Đây thì tôi chỉ làm mẫu cho các bạn, tôi chỉ nướng 1-2 quả thôi. Này, các bạn nướng cẩn thận nữa thì các bạn nướng đẹp hơn tí nữa nhé. Đây tôi cần nướng này thôi. Nướng sau khi nướng xong hoặc là rang xong ấy, thì các bạn phải đập ra để lấy cái vỏ ngoài thôi. Đây. Rồi, đây quả kha tử sau khi nó nướng xong rồi đây, hoặc là rang xong. Đấy, các bạn muốn tách ra cái vỏ các bạn cho rồi các bạn giã phát nó sẽ ra thôi. Nha. Đã ra thì các bạn chỉ lấy cái phần này thôi các bạn dùng rồi. Đây nha, các bạn nướng kỹ thì nó sẽ không bị cháy, như của tôi nướng hơi vội nó sẽ cháy, hơi xấu. Rất đẹp hơn. Này. Các bạn lấy cái phần này các bạn ngậm. Đối với người lớn thì ta dùng cái này ta ngậm luôn. Đấy. Đấy. Tách ra lấy cái phần này các bạn ngậm. Đấy. Ngậm trực tiếp luôn được. Đấy. Hai là các bạn giã nhỏ thêm một, các bạn cho vào rang kỹ một tí nữa thì các bạn giã nhỏ ra. Xong các bạn cho vào nước các bạn nấu lên. Cho vào nước. Cho vào xong. Các bạn nấu lên. Đây, các bạn chỉ cho vào xoong này. Đấy. Các bạn làm khoảng độ chế biến khoảng 10 quả, cho vào xoong các bạn nấu lên đun sôi một lúc, xong nó cho một ong hoặc cho đường phèn vào các bạn uống. Là theo tôi thì tôi chỉ dùng luôn cái này, tôi ngậm luôn nhé. Nướng thì nó dã quả ngậm luôn cái hạt này. Và đối với trẻ con ấy thì là các bạn cũng dã nướng lên, dã là lấy bóc cái vỏ này, xong là các bạn dã nhỏ ra cho vào nước đun sôi và mật ong cho trẻ con uống. Đấy, để chữa ho. Đây là cái quả kha tử đã bóc ra. Đấy. Các bạn hãy dùng rồi ngậm trực tiếp được luôn nhé. Còn mua quả kha tử thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình, đó là số 0932340345, và website là havyloại.com. Đây là quả kha tử nha. Rồi, bây giờ các bạn mời các bạn xem cái công dụng của quả kha tử nha. Quả kha tử còn được gọi là chiêu liêu, kha lệ, tên khoa học là Terminilla tubula red, họ hàng của Combristaceae. Cây kha tử là một cây gỗ cao 15 đến 20 mét. Lá mọc đối, cuống ngắn, hoa màu trắng, có mùi thơm, mọc thành bông ở đầu cành hoặc kẽ lá. Quả với lớp vỏ màu nâu nhạt, hình trứng, đường kính 2,5-3cm, có 5 cạnh dọc, nhọn ở hai đầu, trong chứa một hạt nhỏ, rất cứng. Quả chín vào khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 11, lấy đem sấy khô dùng làm thuốc. Theo y học hiện đại,
tác dụng của Kha Tử, đã chứng minh tác dụng của Kha Tử trong điều trị viêm họng, khản tiếng bằng các nghiên cứu lâm sàng. Trước hết là tác dụng giảm ho, thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy hoạt chất polysaccharide trong Kha Tử có khả năng giảm ho rõ rệt. Tác dụng dược lý này của polysaccharide thậm chí cao hơn so với những chất chống ho mạnh, nhất là trong thí nghiệm lâm sàng như codeine. Cụ thể, sau khi uống chiết xuất Kha Tử từ 30, 60, 120 đến 300 phút, người bệnh đã giảm rõ rệt phản xạ ho ngay từ phút thứ 30. Không chỉ vậy, nhờ chất olein trong Kha Tử sở hữu hoạt tính kháng virus, hoạt chất này đóng vai trò quan trọng đối với sự ức chế các virus loại 1 và một số virus làm giảm hệ miễn dịch của con người. Ngoài ra, chất zetrovirus trong Kha Tử đồng thời bảo vệ tế bào mô, chống virus cúm A và phục hồi nhiễm trùng hô hấp cấp tính. Các chuyên gia y dược học cũng nhận định và chứng minh hoạt tính kháng khuẩn trong Kha Tử với hàm lượng tannin giàu có chiếm 51,3%, tổng hợp trong đó là các acid gallic, ergallic, luteolic, chebulinic. Sự tồn tại của hoạt chất đặc biệt này đã khiến Kha Tử trở thành chất kháng sinh tự nhiên, có khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ. Dựa trên hoạt tính dược lý, lợi thế đó, con người hiện đại đã không ngừng nghiên cứu cho ra chế phẩm Kha Tử với tác dụng ức chế in vitro một số vi khuẩn như trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn bạch cầu, Salmonella tufi, tụ cầu vàng và liên cầu khuẩn tán huyết. Trước thực trạng bệnh viêm họng khản tiếng có nguyên nhân chiếm tới 90% là do virus. Điển hình là các cái virus như virus Herpes simplex, HPV, virus cúm A, virus cúm B và khoảng 20% là do các vi khuẩn tụ cầu, liên cầu. Thì với hoạt tính giảm ho, kháng virus, kháng khuẩn như trên, Kha Tử chính là giải pháp giúp điều trị nguyên nhân gốc rễ gây ra viêm họng khản tiếng. Quả Kha Tử là vị thuốc chữa ho rất hữu hiệu. Ho vốn không phải là bệnh mà là một trong những triệu chứng của những căn bệnh khác nhau. Tùy theo mỗi căn bệnh, cơn ho khác nhau, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do cảm, ho do dị ứng, ho do viêm phổi, ho gà, ho lao. Nhất là ở trẻ em có dấu hiệu ho thường cho thấy hệ thống hô hấp ở trẻ có vấn đề. Nếu thấy trẻ bị ho thì bạn phải thường xuyên theo dõi và tìm hiểu nguyên nhân. Trường hợp trẻ ho kèm theo sổ mũi, sốt nhẹ mà bé vẫn ăn uống, chơi đùa bình thường thì có thể để bé ở nhà theo dõi và điều trị. Trẻ ho tím tái ở các vị trí đầu môi, đầu ngón tay, đầu ngón chân, khó thở thì nên đưa trẻ đi khám. Ho kèm theo khó thở là dấu hiệu báo động cho thấy hệ hô hấp của trẻ không được tốt, cần phải điều trị dứt điểm. Nếu để kéo dài, bé dễ bị mất sức, gây ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như chất lượng sống của trẻ. Ngoài chữa ho thì quả Kha Tử còn có tác dụng chữa tiêu chảy mãn tính. Dùng khoảng 5g Kha Tử dạng bột hòa với 10ml rượu và 100ml siro mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần một thìa canh. Với trẻ em dùng khoảng 1/3 liều lượng của người lớn, hoặc có thể lấy Kha Tử đem nướng chín, tách bỏ hạt, phần thịt đem xay. Lấy bột Kha Tử hòa với nước cơm uống ngày 2 lần đến khi khỏi hẳn thì thôi. Chữa kiết lỵ kinh niên, lấy 30g Kha Tử, 100g hoàn liên, 20 hạt nhục đậu khấu đã bỏ vỏ đem tán nhỏ thành bột mịn. Mỗi ngày uống 30 viên chia làm 2 lần. Chữa ngộ độc thức ăn. Khi thức ăn nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc, ta có thể dùng bài thuốc từ Kha Tử nướng, chín bỏ hạt 8g, hoàng liên 5g đem tán thành bột mịn. Hòa hỗn hợp này với nước đun sôi để nguội, dùng uống ngày 3 lần sẽ khỏi. Giới thiệu bài chữa ho, trị ho hiệu quả cho trẻ nhỏ từ quả Kha Tử. Ho lậu ngày thì dùng khoảng 4g mỗi loại đảng sâm và Kha Tử với 0,4 lít nước, còn 0,2 lít thì chia làm 3 lần uống trong ngày. Ho khản tiếng ở trẻ nhỏ, Kha Tử bỏ hạt đập nát, 6g cam thảo, 10g cát cánh nấu với 300ml nước, còn 200ml thì chia làm 2 lần uống trong ngày. Đặc biệt, khi bị ho khan, ho khản tiếng, đập quả Kha Tử và ngậm, mỗi ngày ngậm 2 lần sẽ giảm ho và giảm ho khan nhanh chóng.